Thưa quý vị, sự phát triển của các khu công nghiệp hiện nay đang góp phần không nhỏ vào kinh tế xã hội. Việc quy hoạch và phát triển bài bản khu công nghiệp mang lại động lực phát triển lớn và mang tính chất lâu dài. Điều này đã tác động mạnh vào công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập và bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0, các khu công nghiệp đang được chú trọng vào nền tảng, động lực và tạo sự gắn kết phát triển bền chặt với phát triển kinh tế xã hội. Vậy câu hỏi đặt ra, khu công nghiệp mang lại cho xã hội hiệu quả và lợi ích gì? Xin mời quý vị khán giả hãy theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây để hiểu rõ hơn. Trong sự chuyển mình vượt bậc của diện mạo đô thị và phát triển chung kinh tế cả nước, trong đó có sự đóng góp đáng kể của những dự án, công trình quy mô lớn và không thể không nhắc đến khu công nghiệp Phước Nam. Nơi đây đang mang trong mình sức sống mới của một khu công nghiệp hiện đại gắn liền đô thị, được hình thành trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Tọa lạc tại vị trí vượng khí bậc nhất của tỉnh và tiếp giáp nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như quốc lộ 1, đường sắt Bắc Nam, cách thành phố Phan Giang Tháp Chàm 15 km về phía Bắc, cách ga đường sắt Tháp Chàm 15 km, cách sân bay Cam Ranh 65 km và cảng hàng hóa Ba Ngòi 50 km, đặc biệt là cảng nước sâu Cà Ná 10 km. Khu công nghiệp Phước Nam là dự án đầu tư tâm huyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận, là đơn vị với nhiều năm kinh nghiệm phát triển và đầu tư trong xây dựng công nghiệp. Đặc biệt, từ tháng 3 năm 2021, khi ông Vũ Văn Xuyên vào tiếp quản dự án đã khiến nơi đây có nhiều khởi sắc. Trước đây, dự án khu công nghiệp Phước Nam đã hơn 12 năm dậm chân tại chỗ. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Nam Ninh Thuận có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư chuyên nghiệp. Công ty đã và đang mang đến những dự án chất lượng, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Đồng thời, khu công nghiệp Phước Nam tập trung đa ngành như lắp ráp điện tử, tin học, các ngành nghề công nghệ cao, các dự án phục vụ cho sản xuất năng lượng tái tạo, lắp ráp ô tô, xe máy và được đánh giá là một điểm đầu tư tin cậy của nhiều tập đoàn trong và ngoài nước. Ngoài ra, khu công nghiệp Phước Nam có quy mô lên đến 370 ha, được xây dựng đồng bộ về giao thông, hệ thống điện, viễn thông, phòng cháy chữa cháy. Công ty đã cơ bản xây dựng xong dự án trong giai đoạn 1 với hơn 151 ha. Từ đó sẽ đưa vào hoạt động và cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng để sản xuất và kinh doanh. Cái định hướng của khu công nghiệp này ấy, thì về phía tôi thì cũng định hướng là làm sao tạo được cái khu công nghiệp này xanh, đẹp và là một khu công nghiệp bền vững, phát triển và ngược lại coi như là cũng tạo được rất nhiều những công ăn việc làm cho con em địa phương trong tỉnh Ninh Thuận, đẩy được nền kinh tế trong tỉnh Ninh Thuận cũng như ngược lại trong toàn quốc và cũng là một điểm tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là khu công nghiệp sinh thái, tiện ích cho việc sản xuất kinh doanh với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, gồm hệ thống đường chính rộng 47m, đường nội bộ rộng 27m, đảm bảo cho việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa dễ dàng thuận tiện. Lượng nước thải qua xử lý được kiểm soát bằng trung tâm quan trắc tự động trước khi xả ra môi trường, đảm bảo khắt khe về quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp, mang lại môi trường trong sạch, thu hút các nhà đầu tư. Khi đầu tư vào các khu công nghiệp ở Ninh Thuận, trong đó khu có khu công nghiệp Thuận Nam ấy, thì được các chế độ ưu đãi của tỉnh về tất cả các lĩnh vực, trong đó gồm cả giá cả rồi thuế rồi tất cả các ưu đãi, mà những cái gì tốt nhất thì Ninh Thuận đã dành cho các nhà đầu tư thư cập ở đây. Khu công nghiệp Phước Nam với việc áp dụng cơ chế một cửa một dấu, thủ tục dễ dàng, các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư và hưởng ưu đãi thuế, với phương châm xanh, sạch và bền vững, khu công nghiệp Phước Nam đáp ứng khắt khe về tiêu chuẩn đánh giá khu công nghiệp xanh và hướng đến công nghiệp bền vững trong tương lai, đồng thời cũng là nơi tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.